Chào Nhật, xin chào cả nhà. Em vừa về được một cái chiếc quạt gang sắt lên sóng giới thiệu các bác nhé. Các bác nào yêu các cái dòng cao cấp này thì các bác tham khảo chiếc này. Một cái chiếc cánh 30, cao 90 rất là đẹp, dòng quạt lực. Con này là đế sắt thôi nhé. Đấy, đế sắt này. Riêng cái dòng đế sắt thì lúc nào nó cũng đắt hơn là cái dòng đế nhựa rồi. Của hãng Toshiba, mã H30PA Electric Fan 4 số. Túp lăng dây. C-Grand gì đây. Nút này là nút bấm lên xuống cổ thôi nhé. Chúng ta túp lăng này. Lồng nhé còn rất là đẹp nhé. Một chiếc quạt 4 cánh của Toshiba, dòng 4 cánh các bạn. Chạy im ra, gió mát sâu, chạy rất là êm các bạn nhé. Số 3 luôn, bật số 3 các bạn nhé, mà im ra luôn. Rất thích hợp cho các bác đặt trong phòng ngủ. Con này tuy cánh 30 nhưng mà thổi rất xa. Thổi có khi các bác đứng hàng 5-7 mét, hàng chục mét có khi vẫn có gió. Gió thổi rất là xa luôn nhé. Êm. Đẳng cấp của quạt. Chiếc này vẫn đang nguyên điện, bản điện 100V các bạn. Em bán 3,5 triệu tặng kèm biến áp nhé. Cái chiếc này theo như em nhìn đây thì khả năng cái hộp này thì chắc là không đuốt được biến áp bên trong đâu. Cho nên là chắc là mình để biến áp bên ngoài thôi, cắm bên ngoài. Và đế sắt đẹp. Dòng 4 cánh nhé các bạn. 4 cánh nhé. Cắt gió cực êm luôn. Miễn bàn về gió luôn nhé. Đã là nhập các cái cánh 3 cánh đã thấy êm rồi, nhưng bọn này 4 cánh thì chạy siêu êm luôn. Số 3 chạy cực tít, khỏe, êm. Không bị bạt hơi ngủ. Gió lồng lộng luôn ạ. Quá chất. Cũng là đáng đồng tiền bát gạo. Quạt Nhật khỏe bền. Gió êm. Bật số 3 chạy rất tít, gió khỏe các bạn, nhưng mà gần như không thấy tiếng gió. Rất là gần thôi nhé, mới nghe thấy tiếng gió. Các bạn nào lấy chiếc này các bạn lôi xem nhé, có một chiếc duy nhất thôi. Chào các bạn.